Khi đến Base World 2018, Rolex khá là phóng khoáng và ưu ái dòng đồng hồ GMT Master khi đem tận 3 thiết kế cải tiến mang phong cách thể thao và cá tính. Mỗi chiếc GMT Master lại sở hữu một vành bezel 2 màu có khả năng xoay 2 chiều, phục vụ tính năng xem giờ thứ hai hữu dụng. Trong đó có đồng hồ Rolex 126711 CSNR GMT Master 2 hay còn gọi là Rolex Rubier. Điểm nổi bật của bộ vỏ là vành bezel với 2 màu đen và nâu dưới ánh sáng trực tiếp, còn màu nâu hiện lên gần giống như màu mật ong, rất hợp với dây đeo Rolex Sore trong điều kiện ánh sáng kém hơn, còn màu nâu lại có phần dịu hơn và gần như pha trộn với phần màu đen. Điều này làm cho việc ngắm nhìn cũng như đeo chiếc 126711 CSNR trở nên rất thú vị. Còn dây đeo đồng hồ được Rolex sử dụng vàng hồng Everol để cấu tạo nên vành bezel và máu nối giữa cho dây đeo. Sự ấn tượng và hài hòa về màu sắc là điều vô cùng quan trọng trong mỗi thiết kế của từng chiếc đồng hồ. Tông màu bạc của thép không gỉ đã tôn lên sự rực rỡ cho màu sắc hồng cam của vàng Everol hơn hết. Sự kết hợp giữa hai chất liệu này khiến cho chiếc đồng hồ cao cấp như Rolex GMT Master 2 126711 CSNR khi đeo sẽ có một độ đầm tay và khỏe khoắn nhất định. Một điều khác khiến cho mẫu đồng hồ trở nên độc đáo là mặt số của nó. Mặt số màu đen làm nổi bật lên cọc chỉ giờ và kim bằng vàng hồng, ngay cả dòng chữ GMT Master 2 ở góc 6 giờ cũng vậy, giúp cho cỗ máy Rolex GMT Master 2 126711 CSNR xem giờ ngay cả khi trong môi trường thiếu sáng. Chính là chất phát sáng Chromalight đã được phủ kính lên các cọc số. Từng cọc số chỉ giờ bằng vàng trắng được đính nổi lên mặt số đen, sau đó lại được phủ chất phát quang lên trên một cách cẩn thận dưới đôi bàn tay của các nghệ nhân Rolex. Quan trọng hơn, khi kết hợp với vành bezel màu đen và nâu cùng bộ vỏ và dây bằng vàng hồng, tất cả tạo nên cho Rubier một cảm giác rất ấm áp, elegant luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.